Sáng nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo ban tổ chức các huyện ủy, thành ủy. Báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm tại hội nghị nêu rõ, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy địa phương. Trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp, sáng tạo với tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đạt được những kết quả quan trọng. Ban tổ chức các cấp ủy đã tham mưu cho cấp ủy ban hành 9 nghị quyết, 17 quy định, 1 quy chế và 101 kế hoạch về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu cho cấp ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 19 ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Đảng trong các doanh nghiệp không có vốn nhà nước, hợp tác xã tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, phát triển tổ chức cơ sở Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã. Tham mưu cho Ban chỉ đạo 32, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung thực hiện đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả nổi bật, đồng thời phản ánh những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị đề xuất biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong 6 tháng cuối năm. Tại hội nghị, đại diện ban tổ chức các cấp cũng đã giới thiệu nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các địa phương.